shop nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Qua đây xem thế nào. Nhà đâu, nhà gỗ á? Trong nhà gỗ đấy, trong nhà gỗ đấy. Ok ok. Đây, theo, ok ok. Ok thì lên đi. Đây là thằng địch à? Đây là thằng địch à? Tôi ở đây. Anh vừa chạy ra sau lưng nó luôn này. Cái kia đang đâu, nó chạy ra nhà bên chỗ. Cái nhà anh vừa loot kìa, cái nhà xanh. Bao nhiêu? Nhà lúc nãy đi hả? Đến coi xem thế nào nó đâu. À đây đây. Chết đồ đi hả? Lên mọi người. Yếu rồi. Nhà L này, anh đây. Anh đang nhà L này. Mày chạy đâu em ơi? Mày chạy đâu em ơi? Nó chạy này. Ok, bên trên nữa em ơi. Bên trên này. Ok, xong. Đi luôn. Đằng kia có mỗi túi máu hả? Kệ đi tí lượm sau, anh lấy thơm mát này. Kéo lên trên lượm lại sát thằng này xem thế nào chứ. Chẳng đến lúc nó chết nó ra hồng gió mà. Sao em? Thằng đấy nó biết nó chết rồi, nó đứng là hồng gió xong nó mới chết. Không chạy nhiều rồi. Mấy đứa chẳng có đồ gì cả, đi. Sang bên kia, bên tháp đồng hồ hoặc là lên trên công trên cổng trời. Đứa nào câu liệu ấy? Xin đi, nó nghịch chơi à? Thế qua tháp đồng hồ đi em ơi. Ok anh. Bùng cái giáp. Bùng. Mày lấy không? Cho cái giáp ba mày. Anh có một cái giáp ba này, lấy không? Để kêu không có giáp này. Thật. Cho thật, không đùa. Tự nhiên là anh tốt thế, em không dám nhận. Thế hả? Mà em bảo là không đâu của... Bình thường, cho... anh là người tốt đâu có phải người xấu đâu em. Này, cho luôn giáp 4 này, lấy không? Biết đâu. Lấy không, thật, cho luôn giáp 4 này, lấy không? Giáp 3 không lấy, thế bây giờ lấy giáp 4 không? Thôi, ok, ok đi. Giáp đồng hồ có người. Qua đi em đây, anh ngay sau này. Quả thiên thần đi clear team địch. Đây là ác quỷ em ạ, không phải thiên thần đâu. Bộ thiên thần nó khác. Đây là đây là tiên hắc ám gì đấy. Lên quanh thế. Tiên phải còn hắc ám, thì vô lý. Kệ bên Galena nó đặt tên cho anh biết gì đâu em. Cái này lâu lắm rồi, anh bảo rảnh chơi nhân vật nữ thì thấy cái này nó cũng hay anh mặc mặc cả cái ba lô nữa, nó thành cái cánh đấy em. Chúng hay mặc chơi à? À không, cái này anh mua lâu rồi, đợt lâu rồi mà, nó ra lâu rồi đấy em. Không, cái thằng Hayato cơ, anh vừa mua xong kìa. À không, Hayato anh có lâu rồi. Từ lúc nó ra mắt là anh mua rồi mà. Ừ. Mua Hayato cơ mà. Ừ thì anh mua combo còn gì nữa. Đợt mới ra ấy. Chơi được có mấy lần thế à? Em hôm trước còn tưởng hôm nay anh mua cơ. Không phải đâu, dạo này ít mua lắm. Kiểu... có tiền đâu mà mua, dạo này nghèo mà. Thật, nghèo thật đó. Nghèo rất mùng tơn luôn em ạ. Thật luôn. Nghèo, giàu hơn em, giàu. Xí tông. Vẫn tốt, quân đoàn là được. Tốt quân đoàn đâu. Tốc quân đoàn đâu mà tốc quân đoàn em. Ê. Giàu nhất quân đoàn dần gì nữa. Giàu nhất quân đoàn là đâu có. Anh nghèo lắm em ạ. Thật đấy. Bây giờ cuộc sống này, cuộc sống ngày anh chỉ ăn 2 bữa thôi. Bữa trưa ăn bún này, bữa tối cũng ăn bún này. Có được ăn cơm bao giờ đâu. Nhưng mà nó đùa thế thôi, bởi vì là xung quanh nhà anh ấy, chúng nó có bán cơm đâu mà ăn. Thế nên là lười, toàn có ăn bún thôi. Đau đầu. Đợt trước thì chỗ nhà anh ở chỗ cũ ấy thì nó chỉ bán mỗi phở, thế hóa ra toàn ăn phở. Đợt này qua đây ở là toàn ăn bún. Chán đời thật. Nhiều khi kiểu cảm giác mình thành người bún luôn chứ không phải là sĩ kẹo nữa, gọi là sĩ bún hợp lý nhỉ. Hợp lý. Anh em cởi hết giáp ra vào phòng nhân phẩm này.
ra thử nhân phẩm đâu. Ra thử nhân phẩm. Ủa hai đứa ấy xàm xí quá ta. Ơ thế cứ ra chết đi rồi anh cứu, mà không cứu kịp được thì thôi. Ok, nào ra thử luôn xe. Ê, trong xưởng có tim, trong xưởng có tim. Quay lại trong xưởng có tim này. Thử thức gì em? Ở trong luôn đấy. Anh thấy chưa này? Hai đứa, anh okay. Thấy hai đứa. Ok, thấy. Nó ngay ở trên cái dàn bên trên em ơi. Bắn đây. Bu. Ủa dạ, hay lắm, còn một đứa nữa. Một đứa nữa nó chạy đâu ta? Bên ngoài này hả? Thì cứ chạy bên ngoài này đi, anh thấy hai đứa mà. Đây này, okay. Đang trốn này, thằng bé đang rúc như một con chó này em này. Nó rúc này, ui dồi ôi này. Nó đang rúc sau thùng container em ạ. Anh nói nó ghê quá. Ơ thật mà. Nó cứ ngồi kiểu như này này, đấy. Ngồi rúc. Kiểu đồng đội nó bị gục rồi mà. Ô, hai thằng này không có đồ gì đâu. Chủ thủ rồi, chúng nó thủ trên nóc rồi. Thấy rep chắc thế em ơi. Lại còn có chuyện đấy nữa hả? Bọn này chưa lấy quá ha. À, từ từ được cái thính này. Thả nào nó không có gì cả em ạ. Chứ nhầm đồ. Nhầm. Cầm đồ con thính. Đi thôi, ở đây có lựa chọn hả? Mày đi hết cho. Hết sao được. Bốn đứa hôm nay thì lấy khu dư cư nhá. Đây anh em thì chưa bo đầu tiên mà chưa thu xong nữa, đang còn ít quá. Thế cho nó bị hạ hết cả rồi. Còn có giam 3 thằng nữa thôi chứ mấy. Đi. Ừ có xác thì từ. Không. Đâu. Nhưng mà anh nghĩ ở đây kiểu gì cũng có người em ạ. Có xác rồi. Hay nó bên nhà bây giờ nhỉ? Có một cái nón 2, mũ lever 2. Có thể vậy. Chúng nó qua nhà máy điện chơi chẳng hạn, cũng tùy. Qua nhà máy điện. Đi. Ok, quay lại mọi người. Thế hóa ra mình qua nhà máy điện để đi săn chúng nó đấy à? Đúng rồi, mình đi săn mà. Mình đi săn mà. Chiều nay okay, anh làm quả okay, video okay. Cái gì? Cậy team đông cái gì chơi team địch cái gì nhỉ? Anh làm quả. Hôm qua mình cũng chơi đấy hả? Đặt cái cáp nó bị vui nghe đấy mà. Công nhận một cười vãi à. Lúc đấy có một đứa thôi mà thì mình chạy ra 4 đứa đi lùa chúng nó. Đau đầu. Không thể chạy được. Giống kiểu mày không thoát được đâu con trai. To be continue vậy. Rồi cô này cũng lút sạch luôn. Có thằng nào luôn đâu. Không biết chúng nó chạy đâu rồi ta. Cái meme của này dễ có người đâu này. Rồi cứ bình tĩnh em ạ. Cứ bình tĩnh em ơi. Không nhưng mà luôn. Có đâu, chúng nó chạy rồi. Chạy rồi em ạ, có cổng. Đâu ê, cổng trời. Không sai đâu được. Cổng trận đó hả, xa quá. Thôi cũng kệ, chạy vào đi. Bò tiếp theo nó ra đèo đá mà lên cổng trận làm chi nữa em. Qua đèo đá đi. Ra đèo đá. Tí nữa chúng nó xuống giờ ấy mà. Xe 4 chỗ không em, 2 chỗ thì nghỉ luôn đi. Thôi anh không chơi đâu. Thôi. Xe đấy anh không chơi đâu, mà tôi chắc thì chạy em ạ. Mình đi ra một tí em ạ. Thôi anh không chơi. Con đấy thì nó hạ cả team em ơi. Không chơi. Dạo này sợ lắm rồi em ạ. Chết nhiều vì con xe đấy rồi nên là tỉnh ngộ rồi em ơi. Không có xài con xe đấy nữa. Cũ AV toàn về cái chỗ mình không cần hết. Cứ bó cho đi mấy đứa vào mấy cái chỏi đấy là ngon nhất. Tí nữa nó chạy qua tha hồ mà sấy em ạ. Cũng có thính xem có gì không? Thính chỗ nào vậy? Ở dưới. Sợ bên đảo dưới có người. Nó ngay dưới nước hay sao đây em ạ? Thính ý. Đúng dưới rồi, nước thì qua làm gì? Em. Thôi. Qua làm gì hả em ơi? Mình cứ tham biết rồi, được cái giả thanh anh. Hay ê, có người. Một team ở phía trước mặt nha, trước mặt, một team. Cái chỗ trời canh đấy. Trời canh nha mọi đứa ơi. Nó ngay cái chỗ trời canh trước mặt đấy, 30. Có thấy đâu anh? Anh thấy có hai đứa nó chạy rồi này. Ở ngay trên, cứ chạy qua đây là thấy ngay. Một đứa này. 30 này, đang chạy vào này.
Hơi gắt, hơi gắt. Người về đi, người về đi. Em qua bên này. Khá là căng em ạ. Thôi thôi. Chết dở rồi. Bắn anh rồi, nó bắn anh rồi. Hơi gắt, hơi gắt. Bên trên cũng có này. Mọi người để lên trên đi. Móc cái thằng ở team trước mặt đấy, Long. Đúng rồi, hợp lý. Đây qua luôn. Cứ phải quét team đấy trước cái đã em ơi. Thế nó cho em. Thằng bé đây đâu? Nâu rồi hả? Thả nó đi, lấy bảo, hay lắm. Thế bây giờ mình cay team cho nó ra ok. Qua xác nó kiếm xứ đồ coi. Ở trong cũng có đấy, thì anh thấy mà. Trời có hai đứa thì phải em ạ. Mọi người cẩn thận. K98, căn sổ. Anh có 3 quả bóng keo, ok lên đi. Anh sẽ lên chỗ chúng nó em ạ. Hợp lý anh ạ. Trên tròi này. Ủa, con đã bị hạ chưa? Chỗ này không có mìn hay sao nhỉ? Ừ, không có mìn. Chỗ này không có ai, chỗ nó bị hạ cả rồi. Yếu rồi, proxy. Để lên, để lên. Đi mẹ, ui. Anh vào bo, vào bo, kệ kệ cho chúng nó, kệ kệ vào bo, vào bo. Ok ok đây. Mình cái kem. Anh quên mất mình nhưng mà đã còn 1 phút nữa mà em. Nhưng mà cũng được. Anh ạ. Rồi cũng được. Đâu chưa biết. Bởi vì là còn mấy đây, còn bao nhiêu đây? Đông phết. 3 team nữa hả? Tầm đấy. Chéo thẳng vừa có người. 4312 cái. Ừ, còn 3 team nữa. Ở dưới này không có đâu, tùy thôi. Chủ yếu là chúng nó ở trên ấy, chúng nó ở trên chạy xuống thôi. Cứ cầm súng mà nã thôi em. Anh đây. Bọn em mình thấy mấy nào? Sao em? Một thằng nó bắn ra đường sau, một thằng bắn đường trước. Thằng này phải chạy bo thôi, mình cứ bình tĩnh. Rồi sao anh thấy chúng nó bị hạ cả gì á? Thằng AN94 vậy. Biết thấy chưa? Chưa thấy luôn. Chưa thấy nữa em ạ. Bọn này đã chạy vào đâu? Bên tay phải bông keo. Tay phải bông keo hả? Đâu ta? Anh đang đứng ngay đây luôn này. Nhưng mà chịu luôn. N anh ơi. Mà không nghĩ chúng nó lại vòng đây đâu. Từ từ. N ấy hả? Bên đây hả? À ok ok được. Cảm đúng cảm rồi, chạy đi. Cứ chạy đi mấy đứa này. Bắn phí đạn á, anh hết đạn rồi. Đạn còn có 100 viên thôi. Đang chạy này, đang chạy này. Mày đang chạy này. Lên bả. Chạy đi em ơi. Rồi xong chạy này. Nữa hả? Nữa hả? Nữa hả? Chạy này. Mày chạy ghê phết em ơi. Vào body em ơi, vào body em ơi. Anh thấy mất máu này. Ui. Chơi lời vậy. Chơi lời vậy. Thằng này chơi lấy phết em ơi. Ok được. Nó không chạy nổi đâu. Một đứa đu cấp treo qua này. Để lên, để lên. Để lên mấy đứa ơi. Để lên mấy đứa ơi. Ui, đậu xanh. Gắt quá nhỉ. Gắt quá nhỉ. Ui, ok ok. Hơi bị gắt. Bé còn tí máu. Hai người. Lên, lên, lên đi. Lên đi, bom keo còn tí máu thôi. Công luôn, công luôn, công luôn. Anh còn tí máu, anh không chơi. Ui, Zene, Zene. Đây. Okay. Lúc nãy kiểu là bắn anh đuối quá. Ô, cái đậu xanh nó lại sống lại. Bông keo bảo xem có bông keo. Bao nhiêu bông keo? Chết rồi. Anh còn hai bông keo thôi à? Nhìn bo kìa. Từ đi em mày lấy máu đi. Thế cho nó ở bên kia đó rồi. Bo này không chắc nữa cơ. Đây anh si có bông keo này. Anh xui em ạ. Xem bo đủ. Đây anh có rồi, anh đang còn 3 quả này đi. Chụp phải bắn nhau dưới nước này. Chỗ nó bên kia em ơi, một đứa vừa đu rơi qua bên này này. Ok, à, bên đây, dưới đây có một thằng. Xem anh vào trước đi. Để em đây. Đây. Em đang đây. Chạy trước đây rồi em, vô tư. Không sao cả, bao nhiêu vậy? Ở trên hả? Ở trên em ơi. Ngay trên này. Long em ơi, hạ nó. Đậu xanh làm sao? Hay lắm, được, good game. Một đứa nữa. Một thằng bên đảo rồi. Đây em anh chưa thấy nó. Bo này phải đấm nhau dưới nó rồi. Còn có 17 viên thôi à. Cứ bình tĩnh em ơi. Bo bị ai biết liền. Bo này thì nó về trước à, không về ai đâu. Có người người đấy, thấy chưa?
Chỗ nào ta? Có một rồi. Nó bên mình cái thì chỗ... nó chạy làm sao nổi đây? Chắc là sau mấy cái thuyền đấy em ạ. Anh thề. Em... thằng bé lại ngay sau mấy cái thuyền rồi. Nghĩ nó sau bên mấy gốc cây. Chắc bên gốc cây. Có thể là như vậy. Cũng có thế thể nó cắn đâu nữa. Cắn bo sao em? À từ từ, bên cái thuyền... bên nó vừa bắn đây, nó vừa bắn đây. 120 chứ sao ấy. 120 đấy hả? Nó vừa bắn anh em ơi. Vừa thấy xong. À bên này, bên này. Hướng S, hướng S, hướng S nhá. Không phải 120, hướng S. Thuyền hướng S. Hướng S này. Bắn rát phết em ạ. Được. Hướng S, hướng S nha em ơi. Hợp lý. Bắn khá là đau đấy. Bắn khá đau đấy. Ủa anh còn có mấy viên à? Anh còn có 60 đạn súng trường thôi. Kìa kìa. Nó chạy, nó chạy này. Ủa nó chết vì bò rồi. Quẩy thôi. Thằng này bơi à? Bơi luôn. Anh có cả bom choáng nữa này. Bom choáng rồi này. Bom choáng ở dưới nước nó không choáng hả? Chơi nhau dưới nước. Ok mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.